tôi muốn nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần, môn học cái Pakistan 1 của chúng ta là ở đây á, cái đề tài của nó là chuyên về cuộc sống cổ và vai gái, trong đó có cái khúc vai. Thì như vậy á, là trong cái tất cả những cái bệnh tật ở đời thường á, thì cái bị cái tật khúc vai cũng như bị vai gái á, nó chiếm với cái tỷ lệ rất là đông, đó là ít nhất cũng phải 80-90%. Mọi người cứ đi nhìn dạy giáo viên trong lớp mình á, mà nếu nói ra thì gần như cả lớp này bị hết á, và không có người nào mà không có thoát nó được hết á. Thì cái đó không phải là chúng ta là ở Việt Nam bị, mà cả ở trên thế giới, ở trên tất cả các nước họ cũng bị như ta. Nói vậy để cho mình không có phải là bi quan là ở Việt Nam mà bệnh tật nhiều không đó. Do vậy á, là mọi người nhớ cái lời tôi dặn từ trước đến nay á, cái câu mà tôi vẫn nói á, là nhất nghệ thì thân vinh, bá nghệ thì ăn xin. Chúng ta không cần phải biết cho nhiều lắm, kiến thức biết nhiều là điều tốt, nhưng mà trong cái phần mà để mà điều chỉnh cơ thể, chúng ta chỉ biết một hoặc hai chiêu là chúng ta cũng đã thành danh rồi, nếu những người ở đây là lương y là bác sĩ. Do vậy á, là chúng ta phải cho một cái phương pháp mà chúng ta học á, phải cho thật là chuyên, phải thật là giỏi, thì chúng ta sẽ giúp ích rất là nhiều người. Một cái người á, mà chuyên mà giỏi á, thì mới thành công được. Trong cái phần điều trị tật khúc vai, trong cái phần điều trị cột sống cổ vai gái, chúng ta sẽ gặp một cái trường hợp rất đặc biệt mà từ trước tới nay là tôi rất là thường gặp, mà chú ý cho mọi người nghe. Đó là những cái người bị tật khúc vai mà mình vô điều chỉnh cái là biết ngay là những người đó mình không thể nào chữa khỏi được. Nhớ cái chỗ đó nha, cái đó là do axit trong cái cơ thể họ cứ đẩy lên kèm, không có trung hòa lại được. Và cái axit đó không phải là axit uric không đâu nha, nó một loại axit nữa trong cái cơ thể mình đó. Và nó làm cho những cái đau đớn ở khúc vai mình đó, không thể nào khỏi được. Nhưng mà muốn khỏi, tôi chỉ cần cho một cái toa thôi nè, thì uống cái là hết liền trong lập tức. Có một cái anh mà bác bệnh nhân á, là ở bên Mỹ qua đây, anh bị đau cái vai, giở tay không được, thì tôi cho anh em học viên thực hành trên cái tay anh, thì anh về nói là cái tay này anh giở lên được, anh khỏe liền. Nhưng bây giờ cái tay này bên đây á, không biết cái ông mà thực hiện á, phụ của thầy á, dựng sao không biết giở tay này tôi giở được. Họ sẵn sàng đổ thừa cho mình mà. Cái tôi nói thôi anh chạy xuống đi tôi coi lại. Và khi tôi coi lại á, thì tôi giật cái tay và tôi làm cái vai cạnh bên không đau mà bây giờ đau á, thì tôi biết ngay. Tôi đã hỏi thiệt nha, mấy ngày nay về Việt Nam có uống bia rượu rồi ăn tôm khô được nhiều? Có. Tôi nói acid uric của anh hiện nay tăng lên rồi, nhưng mà tại mình không có làm xét nghiệm, nhưng mà ít nhất là cái đó rõ rồi, thấy không? Thì cái này nằm ngoài cái chuyện mà điều trị của đây. Nếu như mà muốn điều trị triệt để cái phần đó thì không có gì khác hơn là phải nhịn ăn, húp không khí, chườm đá cho tôi, thì cái bệnh của anh mới cái điều trị có tính cách căn cơ được. Còn bây giờ tôi ghi cho anh cái đơn Cocesin xong rồi, anh ra quầy tiệm quầy Phật Maxi á, anh mua cho thôi. Và bây giờ quýnh liều tấn công á, thì bây giờ anh uống 2 viên liền, ăn cơm xong uống 2 viên liền, trưa 2 viên, tối 2 viên, sáng mai nó ủa tay giờ không còn đau. Mọi người hiểu không?
nguy hiểm lắm. Tôi nói thôi anh ngưng thuốc đi, tại vì thuốc nó hay vậy đó, nhưng mà nó sẽ làm tổn thương thận với gan của anh. Mọi người nào mà bị gút đó, mà điều trị quercetin thường xuyên á, là sau này á là mang gan tăng cao lên, thận bắt đầu suy yếu rồi. Cái mặt mà bất lợi của thuốc tây là nằm ở chỗ đó, nó kết quả kỳ diệu lắm. Nhưng có những cái trường hợp á, chúng ta thôi, có những cái trường hợp nguy cấp thôi, dứt liền hết, ngưng liền. Mọi người biết á, hồi xưa, bây giờ chúng ta được cái may mắn hay là nhà nước thành lập cho cái hội giáo dục và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Chúng ta là những thành viên trong cái hội chăm giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng, thì chúng ta nỗ lực làm công việc của chúng ta. Hốt đi anh em, chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.